Thanh niên đú trên dùng 5k đi chợ để làm bữa no nê và cái kết bị các cô bán thịt chửi sấp mặt. Trên các mạng xã hội ở Trung Quốc từ lâu đã xuất hiện các top talker đú trên chỉ dùng số tiền ít ỏi nhưng lại có một bữa ăn sang. Các masterchef Trung Hoa này có biệt tài biến hóa số lượng thức ăn ít ỏi nhưng vẫn đủ dinh dưỡng khiến người xem rất là hò chấm. Thấy quả trên này khá là thú vị nên một thanh niên người Việt đã mạnh dạn bê luôn cái trên này về quê nhà để thử. Anh đã dùng hẳn tờ 5k để đi mua miếng thịt về chế biến cho máu. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng, ông thanh niên này đã bị các cô bán thịt mắng cho tới tấp. Chứng kiến hành động ngáo đá này của thanh niên, người xem đã phải khuyên cậu xem top top ít thôi, nghiện quá là dở đấy anh bạn ạ. Ừ, nhưng mà bây giờ làm gì có ai bán 50 thịt bây giờ? Sao 150.000 một cân thịt để bảo là mua 50.000 anh người ta thèm bán không hả? Nó bán 50 chưa đến người ta không thèm bán thịt bảo là vồn cũng được. Vồn cũng không bán. Vồn cũng không được. Người ta mua cho bèo nó số, người ta mua 20.000 đấy kìa. Ủa, nhưng số 5.000 thịt bán là ai em mua? Thế 5.000 không bán hả bác? Không.